Hi, xin chào tất cả các anh em. Từ Siêu đang có mặt tại xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương. Ở đây á là anh bạn fan YouTube của mình, ảnh nhờ mình là quay một chiếc ghe của ảnh đang tìm chủ mới. Thì anh em hãy cùng theo Từ Siêu để xem kích thước hình dáng em nói như thế nào. Ghe này là ghe vận chuyển nha anh em, ghe tam bản. Anh em hãy cùng theo mình nha, xem kích thước em nói như thế nào. Ok. Đây, trước mặt anh em nha. Bây giờ mình sẽ lên ghe, mình coi như thế nào ha. Chiếc này đóng 2018 đó anh em. Bây giờ mình lên ghe, đường đi hơi khó khăn chút xíu nha. Nguy hiểm lắm. Các anh bạn này fan YouTube, ảnh nhờ quay chiếc ghe của ảnh. Ây da, nguy hiểm nha. Ây da. Đó. Chiếc này làm nghề chở hàng nha anh em. Chở hàng khô. Nghe nói là nó chở được 3-40 tấn nha. Rồi vô chi tiết thôi. Bè chiếc này là 3 phân nha anh em. Phần cong là 6 phân nha. Ok, quá êm. Thì chiếc ghe này là bề ngang của nó là mình nói phủ bì nha, 3m4, bề dài là 18m ha. Còn tâm hạ là chiều sâu á là 1m2. Nó đóng năm 2018 nha anh em. Cây là cây sến mũ đen. Quá trời còn im nè. Nó hơi bị bộn chút xíu mà không sao. Be cong là mới chát luôn trời. Anh chủ này quen mình trên YouTube á, rồi ảnh nhờ quay. Cũng mấy tháng rồi mới lại được quay nè. Mình không có rảnh nha. Cái phần hầm á là gồm có 1, 2, 3, 4, 5 đó. Hầm là ngăn ra hết trơn rồi nha anh em, lắp keo rồi luôn rồi đó. Hầm này là cây be răng nha. Còn cái thân tàu là cây sến mũ đen. Hệ thống lái thì hệ thống lái láp nha. Đây. Chuyền xích. Tùm lum. Nói chung là chiếc này anh em mua về làm vận chuyển hàng là ok. Thu mua cá phân gì đó. Bây giờ mình xuống hầm máy mình coi nha. Quá im. Hổng về nhờ mình quay mấy tháng rồi, hôm nay là mình mới có dịp đến đây nè. Đây trong hầm máy nha anh em. Hiện tại thì cái bình cũng hết rồi, cho nên là không có đề máy nổ được cho anh em nghe. Máy này là Yamaha Hino, máy thủy nha. Zin toàn bộ, 124 mã lực. Cộng với hộp số là 3 tua rưỡi nha anh em. Láp 60 ly. Chân vịt thao 4 cánh 9 tấc rưỡi ha. Nó thì đơn giản à. Chiếc tàu vận tải thì nó cũng không có gì gồm gà ha. Đóng 2018 thì khỏi lo rồi. Hôm nay mới có 2 năm thôi. Vỏ cây sến mũ đen. Còn cái dàn hầm ở trước thì cây be răng. Cặp bình đời hết được rồi, hơi tiếc chút xíu. Thôi không sao. Anh em nào cần thì cứ đem nó về. Làm gì làm. Rồi, mình ra đằng trước ha. Đó. Nhìn bề ngang em nói nha. Cái này ghe tầm bản nha anh em. Cái phần thân nó là sạm bã chất chai nha, không có lắp keo. Nói chung cây này cây tốt. Chủ ghe họ không có lắp keo. Biển số là KR57851. Nói
chung chiếc này là quá ok đó anh em. Biết trước giờ mình quay vài tháng rồi, tại vì mình bận quá bận ha. Chiếc này chủ ghe kêu 400 nha anh em, có thương lượng ha. Anh em về đem về muốn làm nghề gì làm, nó vận chuyển vận tải gì đó trong sông biển cũng được luôn. Chiếc này đóng là theo kiểu ghe biển nha anh em, cái phần đinh này nọ đó ha. Chủ ghe cho hay như vậy. Rồi ok, vậy là vô thôi. Tóm tắt bây giờ mình xin nhắc lại với anh em nha. Chiếc ghe này bề ngang nó là 3m4, bề dài là 18m phủ bì nha anh em. Tâm hạ là 1m2, hầm gồm có là 5 hầm, hầm lắp keo nha đó. Cây là phần vỏ là cây sến mũ đen, còn cái phần hầm là cây ba răng, hầm lắp keo hết rồi đó. Phần thân thì mới sẵn 3 chất chai thôi, đóng 2018. Máy Yamaha Hino, máy thủy, hộp số là 3,5 tua. Chân dịch thao, láp chân dịch 60 ly đó. Nói chung chiếc này anh em mua về là không lầm nha anh em. Rồi chủ ghe kêu giá 400 là có thương lượng đó. Ở đây số điện thoại trên màn hình là của anh chủ ghe nha. Anh em cứ liên hệ ha, số điện thoại của ảnh nha, mình quay giùm cho ảnh ha. Rồi, hẹn anh em clip sau nha, bye bye nha. Hẹn gặp lại, nhớ đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.